Thưa quý vị và các bạn, vừa qua trên mạng xã hội lan truyền thông tin từ chủ tài khoản Facebook tên Nguyễn Anh Tuấn về cách cư xử chưa đúng mực của lực lượng cảnh sát giao thông công an quận Hải Châu trong công tác xử lý công vụ. Ngay khi tiếp nhận thông tin, công an quận Hải Châu đã nhanh chóng vào cuộc làm rõ và xác thực thông tin trên là hoàn toàn không có cơ sở. Tại buổi làm việc với ông Nguyễn Anh Tuấn, cơ quan công an yêu cầu ông Tuấn cung cấp những cơ sở, chứng cứ để chứng minh cảnh sát giao thông và Vĩnh Tiền thì ông Tuấn không cung cấp được tài liệu chứng cứ mà cho rằng việc mình đăng thông tin trên trang Facebook là do bức xúc cá nhân, không có động cơ, mục đích xấu. Đồng thời gửi lời xin lỗi, thừa nhận việc làm trên là không đúng, làm ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng cảnh sát giao thông.